Trang Autofun của Indonesia dự đoán Honda sẽ cho ra mắt một mẫu SUV đô thị, cạnh tranh với các đối thủ Toyota Raize, Daiha Suzuki. Mẫu SUV đô thị mới sẽ được phát triển dựa trên chiếc Honda SUV ZS Concept từng được giới thiệu tại triển lãm GIAS 2021. Honda chưa công bố tên gọi của mẫu xe mới, nhưng nhiều khả năng nó sẽ có tên ZR-V. Trước đây, hãng xe Nhật Bản từng đăng ký bản quyền tên ZR-V để làm tên sản phẩm. Dựa vào thiết kế của chiếc Honda SUV ZS Concept, có thể đoán được phần nào ngoại hình của Honda ZR-V. Mẫu SUV đô thị sẽ có ngoại hình tương tự đàn anh Honda HR-V. Đèn pha được làm mỏng nét, nối liền với nhau bằng một thanh ngang mạ chrome to bản. Lưới tản nhiệt có thiết kế kiểu tổ ong thể thao. Nhìn chung, Honda ZR-V sẽ mang đậm chất SUV, với các chi tiết tràn viền và có kích thước phù hợp, không quá dày hoặc quá mỏng. Trên mui xe cũng có ba gơ màu tương phản với thân xe. Ở phía sau, Honda ZR-V tiếp tục kế thừa những đường nét từ HR-V, đèn hậu nằm ngang và nối liền bằng một dải LED. Trên trang mạng xã hội Honda Pro Jason, một chuyên gia ô tô có mối quan hệ thân thiết với Honda đã tiết lộ hình ảnh nội thất của một mẫu xe mới. Chưa rõ đây là mẫu xe gì, nhưng khả năng cao là chiếc Honda ZR-V. Các bảng điều khiển đều có màu đen, ở trung tâm là màn hình cảm ứng lớn, cụm điều hòa được đặt hai bên màn hình. Hình ảnh còn cho thấy mẫu xe này được trang bị hệ thống khởi động bằng nút bấm. Cụm nút vật lý nằm bên dưới màn hình giải trí. Vô lăng màu đen, bọc da và có các đường chỉ khâu tương phản. Giống với xu hướng mà Honda đã làm trước khi ra mắt mẫu BRV thế hệ thứ 2, một mẫu concept sẽ được giới thiệu tại Indonesia để thu hút sự quan tâm của công chúng. Lần này, chiếc Honda SUV ZS Concept nhiều khả năng là bản xem trước của ZR-V. Yusak Billy, giám đốc kinh doanh của PT Honda Prospect Motor, đơn vị phân phối Honda tại Indonesia, không hé lộ gì nhiều về khả năng ra mắt của Honda ZR-V. Hãy chờ đợi cho đến khi nó được sản xuất, vị này trả lời phỏng vấn trong buổi lễ xuất khẩu Honda BRV vào hôm 16 tháng 3. Mọi thông tin về Honda ZR-V hiện tại vẫn là dự đoán. Nhưng khả năng ra mắt của mẫu xe này hoàn toàn có thể xảy ra, khi phân khúc SUV đô thị hạng A đang trở nên sôi động hơn, và Honda sẽ không muốn bỏ lỡ miếng bánh béo bở này.